Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website tin shop. Hôm nay thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái phần menu dạng drop down như vậy. Phần menu category khi click rồi thì nó sẽ show ra cái menu dạng như vậy. Trông nó rất là đẹp. Đó, thì ở bữa trước thì tôi mới hướng dẫn các bạn làm xong đến cái phần làm xong được cái menu nét ba như vậy. Thì nhưng mà nó chưa có cái phần category thì tôi chưa làm nên là nó chưa có show gì. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm. Thì tôi sẽ đi mở cái đồ Z của tôi lên. Đây, cái đồ Z Fashion Shop của tôi. Tôi sẽ đi mở cái trang index lên. Và tôi sẽ bắt đầu đi viết code. Thì, đây là cái phần menu category. Thì hôm nay tôi sẽ đi viết code ở đây. Thì, trên cái thẻ A này, tôi sẽ cho nó thêm cái class là bằng drop down từng vòng. Tiếp theo thì tôi cho nó thêm cái thuộc tính là data từng vòng là bằng drop down. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái role là bằng bút tạch. Thì cái class bằng dropdown toggle và data toggle bằng dropdown thì đây là mấy cái thuộc tính mặc định của thằng Bootstrap để mà nó giúp chúng ta khi click rồi thì cái bút làm cái menu category thì nó sẽ show cái dropdown ở dưới. Thì tôi cho thêm như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ UL. Rồi, thẻ UL này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng mega menu. Rồi tiếp theo là tôi cho nó cái class là drop down menu. Rồi bên trong bên dưới này tôi sẽ có cái thẻ NI. Rồi bên trong thẻ NI này tôi sẽ có các thẻ deep. Tiếp theo này tôi sẽ cho nó cái class là bằng row. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái deep nữa. Cái deep này tôi sẽ cho nó cái class là bằng item. Rồi tiếp theo thì tôi cho class là column small 12. Rồi tiếp theo thì tôi cho class là column medium, tôi cho là 3. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái class là mega menu thumbnail. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái img, thẻ img. Thẻ img tôi sẽ cho nó suộc cái một cái file hình. Tôi sẽ chuẩn cho cái folder img của tôi. Rồi tiếp theo là img gạch ngang logo. Rồi tôi sẽ đi thêm cho nó một cái file hình. Đây là cái folder img logo. Thì tôi sẽ cho nó cái hình là đây, tôi sẽ cho nó cái hình main thumbnail này. Tôi sẽ copy cái tên hình. Tôi sẽ paste nó đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng img response. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái thuộc tính alert là bằng main thumbnail. Rồi tiếp theo thì bên dưới thì tôi sẽ cho cái thẻ B. Rồi bên trong thẻ B thì tôi sẽ có cái thẻ H4.
hai bốn này tôi có cái này à. Tôi sẽ cho nó cái href thì là bằng, thì tạm thời tôi sẽ cho nó bằng cái dấu thăng thôi. Tiếp theo thì tôi cho nó cái class là bằng title. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái title, cái nội dung là main section chẳng hạn. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi defend để trình duyệt xem thế nào. Rồi tôi click cho. Thì nó chưa có drop out được. Tôi sẽ đi kiểm tra nó lại. Thì có chút sai sót là bởi vì cái chỗ thẻ NI này thì tôi để chỗ này nó sai. Tôi phải để nó ở bên dưới này mới đúng. Tôi phải sửa lại cái thẻ NI ở chỗ này. Đó, tôi phải để cái thẻ NI như vậy mới đúng. Tôi click cho save. Rồi tôi sẽ đi defend để chỉnh duyệt. Rồi tôi đi cho cái menu dropdown. Đó thì bây giờ thì cái menu category nó đã show là cái phần dropdown như vậy. Và cái style của nó thì nó chưa có đẹp. Thì tôi sẽ chỉnh cho nó xong. Tiếp tục. Thì tôi sẽ có thêm mấy cái menu item ở dưới này. Thì tôi sẽ có cái class là tôi sẽ có cái thẻ B. Đây này tôi cho nó cái class là bằng menu item. Rồi bên trong thì tôi sẽ có cái thẻ A. A này tôi sẽ cho nó cái href là bằng tạm thời tôi sẽ để dấu thăng. Và tôi sẽ cho nó cái nội dung là menu item one chẳng hạn. Rồi tôi sẽ copy mấy cái menu cái thẻ B này xuống. Đây. Rồi tôi sẽ sửa lại thành là menu item two rồi menu item three chẳng hạn. Rồi tôi cho save. Rồi tôi defend để chỉnh duyệt. Rồi tôi cho đó thì nó cái CLI hiện giờ nó như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái thẻ div này xuống. Thành cho các menu còn lại. Rồi thì chỗ này thì tôi muốn trở thành cái phần menu danh sách các sản phẩm thời trang cho cái thời trang thằng nữ, thì tôi sẽ sửa lại thành chỗ này email thành của cái email của thằng human. Đây thì đây tôi sẽ có cái human thumbnail. Đây tôi sẽ sử dụng cái hình này. Tôi sẽ thay thế cho cái hình ở đây. Rồi cái title thì tôi sẽ thành là Human Fiction. Rồi tiếp theo thì chỗ này tôi sẽ sửa thành cái hình thời trang và trẻ em. Tôi sẽ copy cái hình. Đây tôi sẽ có hình kit thumbnail này. Tôi sẽ sử dụng cái hình này này. Tôi sẽ thay thế này ở chỗ này. Rồi cái title này thì tôi cũng sửa lại thành kit fashion. Rồi tiếp theo thì cái phần cuối cùng này là cái phần phụ kiện, thì tôi sẽ có cái hình hình accessory thumbnail. Đây là cái phụ kiện thời trang. Tôi sẽ copy cái tên hình và tôi thay thế cái chỗ này. Rồi cái chỗ này tôi cũng sửa lại thành là accessory fashion. Rồi tôi vô save. Rồi tôi sẽ đi phép lại trình duyệt. Rồi tôi đi cho cái phần menu category. Đó thì cái menu drop down nó sâu như vậy. Và cái style nó chưa đẹp thì tôi sẽ đi viết style cho nó. Thì tôi sẽ vô cái trang header.hcs này và tôi sẽ đi viết style cho nó. Tôi sẽ xuống đây và tôi sẽ viết style cho nó như sau. Thì đầu tiên ở cái chỗ này thì tôi sẽ viết style cho cái phần này. Khi mà người ta drop down xuống thì tôi muốn cho nó cái chỉnh cho nó cái margin cho nó sát về bên phải.
thì tôi làm gì sau thì tôi sẽ có cái menu là nap rồi cho đến cái thẻ đó đi rồi cho đến cái phần là drop down menu. Đây, tôi sẽ chọn thấy cái drop down menu đây. Giờ tôi cho nó cái bước đào. Đào thì tôi sẽ cho nó cái màu trắng. Thì tôi sẽ sử dụng cái đô la white color. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái mặt kính. Rồi. Là bằng chỉ 200 pixel. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi sẽ đi effect này chỉnh dậy. Rồi tôi đi cho menu drop down đó thì nó đã căn về bên phải cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì ở đây thì tôi có cái class là mega menu. Tôi sẽ viết style cho cái mega menu này. Tôi sẽ cho nó cái quick. Các bạn 500 pixel. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi deflect lại trình duyệt. Rồi tôi cho cái menu. Đó thì bây giờ cái menu nó đã rộng ra như vậy. Thì tôi cho nó cái quick là 800 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho cái thuộc tính là overload. Thì tôi cho là 2 lần. Tiếp theo thì tôi cho nó cái padding à, 15 pixel. Rồi tôi cho nó là thắng impact này. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi cái lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn lại như vậy. Nó căn lại cái style như vậy. Nó căn này như là căn này như là bedding vân vân. Rồi tiếp theo thì ở đây tôi có cái cờ nét là mega menu thumbnail. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Chỗ mega menu thumbnail này thì bên trong nó thì có thẻ image thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ image này. Thì tôi sẽ cho nó cái height chẳng hạn. Cái height tôi set cho nó cố định là bằng 120 pixel. Rồi tôi đi cho sai. Rồi tôi đi phép trình duyệt. Rồi tôi đi cho. Thì cái hay nó đã căn chỉnh lại cho tôi. Để cho nó đảm bảo mấy cái email này nó có cái chiều cao bằng nhau. Rồi tiếp theo thì đây thì tôi có cái class này bằng title như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái class này. À, cái menu này thì tôi sẽ viết lại như vậy đây. Viết vậy nó dễ hơn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết chỉ lại cho cái class là title ở đây. Class title thì cái title này. Đây là mấy cái title như là main section, woman section, kids section, rồi accessory section như vậy. Thì tôi muốn chỉnh lại cho nó cái style, tôi sẽ cho nó có cái màu màu nó đậm lên, rồi nó có cái phần cái dấu gạch ngang ở bên dưới có cái màu hồng như vậy. Đó thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ cho nó cái color. Tôi sẽ cho đầu tiên thì tôi cho nó cái không quay à, bằng bầu. Rồi tiếp theo thì tôi có cái border. Thì tôi sẽ cho nó cái border bottom. Thì tôi cho nó là 1 pixel. Sony. Rồi tiếp theo là tôi cho nó cái mã màu. Tôi sẽ cho nó thăng FF 2366. Tôi sẽ cho nó cái màu hồng. Rồi tôi đi go size. Rồi tôi sẽ đi defect lại trình duyệt. À không, tôi kể defect ở cái trang của tôi đi. Tôi sẽ defect lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ nó đã có cái border bottom màu hồng như vậy. Rồi cái title thì nó có màu đậm hơn như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn viết style khi mà người ta hover rồi. Tôi cũng chấm title. Chấm tôi hover. Hover thì tôi sẽ cho nó cái color. Color thì tôi cũng cho nó cái màu hồng. Thì tôi sẽ copy cái class này
qua bên cái file variable này, và tôi sẽ cho nó đặt cho nó một cái biến là pink color như vậy. Tôi sẽ click save, copy cái tên biến này qua đây, và tôi sẽ sử dụng cái tên biến này ở chỗ này. Như vậy thì tôi muốn sử dụng cái mã màu này nhiều lần, đây tôi cũng copy cái màu hồng vô đây như vậy. Rồi tôi cũng cho nó là chấm than important. Rồi tôi cho, rồi tôi sẽ đi tìm kẹ chỉ dạy cái đồ xanh đó. Bây giờ tôi hover rồi thì cái nó chuyển lại thành màu hồng như vậy, cái title nó chuyển thành màu hồng như vậy, và nó có cái phần nó có cái khi hover rồi thì nó có mấy cái phần như là text decoration, cái phần thêm thêm cái dấu gạch ngang nữa. Thì tôi muốn bỏ cái text decoration thì tôi làm như sau. Ví dụ tôi thêm cho nó cái thuộc tính là text decoration, thì tôi muốn bỏ nó đi thì tôi cho là none. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi lại trình duyệt và tôi hover rồi đó. Thì bây giờ cái text decoration nó bỏ đi rồi. Tuy nhiên này, mấy cái menu item bên dưới tôi cũng có muốn bỏ luôn cái text decoration đi, thì tôi sẽ copy cái, tôi sẽ cut cái thuộc tính này lên trên ở chỗ cái thẻ A ở trên này. Thì vì cái thẻ A này nó nằm ở trong cái phần nắp ba, tôi để trên này thì nó sẽ có hiệu ứng cho toàn bộ cái phần cả menu drop down luôn. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt đó. Bây giờ tôi sort xuống thì cái phần text decoration ở các menu item cũng như cái phần title này nó đã không còn nữa. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho cái phần menu item này. Menu item này thì ở bên cái trang này thì tôi hover rồi thì nó có cái màu hồng, tôi cũng viết style cho nó giống như vậy. Thì tôi sẽ đi ngang như sau. Thì đây tôi sẽ copy cái data menu item này, tôi sẽ viết ở đây. Cái menu item này thì tôi sẽ cho nó cái thì tôi sẽ cho nó cái color bằng thang cái màu như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái phông size là bằng 14 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái margin thì tôi cho nó 0 và chúng than đi bất tận. Rồi tiếp theo thì tôi muốn cho nó khi mà hover rồi thì nó cũng chuyển thành màu hồng, thì tôi sẽ cho viết chỉ đại cho cái thẻ A 2.hover. Rồi color 2. Đô la pink color. Rồi chấm than important. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi cái lại trình duyệt. Rồi cái do phần menu category, và bây giờ tôi hover vào do mấy cái menu item thì nó đã chuyển thành màu hồng như vậy. Đó. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái phần menu drop down. Thì ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần menu sidebar ở bên này. Đó, thì bữa sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần menu sidebar ở cái chỗ này. Và tiếp theo thì bởi nữa thì tôi, nếu mà có thời gian rảnh thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần slider carousel ở chỗ này. Đó, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần menu sidebar giống như ở bên cái trang này. Đó. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.